Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề khi nào anh em chơi có thể bẻ cầu. Ok anh em nhé, ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào hai củ đây và sẽ chiến tại cái bộ môn TDC theo đường chơi ở trên con trên cái bộ môn tài xỉu cân cửa nhá. Và bây giờ thì mình sẽ soi cầu cầu kèo nào, sẽ có cầu kèo như thế nào. Ok, khi nào anh em đi bẻ cầu, ví dụ như tay này đây thì mình sẽ bẻ cầu này. Đấy, khi anh em gặp những cái dạng cầu quen và những cái dạng vị quen nhá. Đấy, khi anh em nào mà thực sự mới cảm thấy cũng có cầu này thực sự chuẩn xác thì anh em nên bẻ cầu. Bởi vì là bẻ cầu anh em có thể bẻ tất cả các loại dạng cầu nhá. Cầu nào anh em cũng có thể bẻ. Bởi vì là nó có thể xảy ra là gãy cầu bất cứ lúc nào nhá anh em nhá. Cảm thấy cái cầu mà cảm thấy không ok, cảm thấy không chuẩn thì anh em có thể bẻ. Đấy, cảm thấy nghi ngờ thì anh em có thể bẻ. Ví dụ như tiếng vừa rồi thì mình đã bẻ cầu. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, đã bẻ là phải chắc chắn, bẻ là phải húp anh em nhá. Bởi vì làm sao? Bởi vì là vừa rồi thì mình thấy cái cặp là 3 thằng 3. Đấy, 3 thằng 3 đây, mình vừa mình lướt qua thấy cặp 3 thằng 3. Đấy thì thấy cặp này là cái cặp chuyển đổi nên là mình bẻ cầu. Đấy, anh em phải xác định là những cái cầu ở những cái dạng cầu nào và ở những cái dạng vị nào. Đấy, khi mà anh em đã xác định rồi thì chắc chắn anh em một điều là anh em có thể bẻ những dạng cầu đấy nhá. Để nó luôn có một cái chiến thắng rực rỡ ở trên con TDC thì nửa chơi này. Đấy, nếu như anh em nào mà đang gặp những khó khăn khúc mắc gì, anh em có thể nhắn tin comment thì mình có thể hỗ trợ cho anh em để cho anh em có một cái chiến thắng rực rỡ ở trên tất cả các bộ môn ở trên TDC thì được chơi nhá. Link của con TDC thì được chơi thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả, anh em mà đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả xem tay này có phải rực rỡ, nó có phải là đánh thêm gì nữa, xem nó có phải là xỉu hay không nhá. Xem nào ăn tới không, khả năng ăn tới rồi anh em ơi, ăn tới rồi rồi ok. Và bây giờ lặn nào xem kết quả nào. Bởi vì ra cặp 631 rồi, 632 rồi thì chắc chắn tiếng này khả năng cao nó sẽ về xỉu. Ok, chuẩn xác anh em thấy chưa? Đẳng cấp đúng không anh em? Đấy. Những cái tiếng nào mình cảm thấy chắc thì mình nên đánh to một tí anh em nhá. Đây rồi tiếp tục vòng quay lối tiếp vòng quay. Đây. Rồi xem cái này có phải cầu 212 hay không? Xem là cầu gì đây? Cầu này là cầu Cầu này là cầu 311 31. Ok, tiếng này đánh nhỏ thôi, đánh 3 lít để vào đây. Đấy, bắt lại cái ngược cầu cầu tài. Đây anh em hãy xem cái tiếng này xem có rực rỡ hay không nhá. Đấy, link của cái con TDC thì nửa chơi này thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em mà đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả xem thực sự tay này có phải là tài hay không nhá. Kết quả hãy chờ và đợi xem có đúng hay không. Đấy, xem có rực rỡ hay không nào, xem nào. Anh em hãy xem nhá. Đếm ngược thời gian của mình nào. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở nào. Kết quả là cái gì đây? Có phải là tài không? Chắc chắn rồi anh em thấy chưa? Đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp đúng không anh em? Nhưng mà tiếng này thì mình chắc chắn với anh em mình sẽ bẻ cầu ở cái tiếng này đây. Mình sẽ bẻ cầu ở tiếng này bởi vì ra cái cặp 553 này. Đấy, ra cặp 553 mình sẽ bẻ cầu nhá. Để mình xoay qua một tiếng xem nó có phải hay không. 69. Rồi ok, tiếng này thì có thể bẻ cầu được nhá. Tiếng này thì có thể bẻ cầu được. Hay là mình vẫn theo cầu. Có bao giờ là 33 không nhỉ? 332, 3233. Để mình xem là xem cầu đang dồn xuống hay là dồn lên nào. 2 đây, 23. 232, 233. Ok, còn một tiếng xỉu nữa. Còn một tiếng xỉu nữa nhá. Đủ cầu 33 anh em nhá. Rồi. Anh em hãy xem những cách đánh của mình mà cảm thấy hay không, những cách bẻ cầu của mình cảm thấy ok không. Nếu mà anh em mà cảm thấy những cách đánh của mình cảm thấy hay mà cách bẻ cầu mình cảm thấy ok thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt follow nhá. Cảm ơn tất cả các anh em. Và bây giờ thì anh em hãy đếm ngược cùng mình và xem kết quả xem tay này có phải rực rỡ, có phải là về xỉu hay không nào. 5 4 3 2 1 mở ra anh em. Kết quả đây, có phải là xỉu không nhá? Chắc chắn rồi anh em thấy chưa? Đấy, đẳng cấp vẫn cứ là đẳng cấp, vẫn cứ là ok đúng không anh em. Đấy, cầu keo của cái con TDC thì nửa chơi này là nó là cầu cầu vòng lặp anh em ạ. Nên là anh em chơi anh em phải để ý những cái dạng cầu này nhá, để đánh để có những kết quả chuẩn xác nhất ở trên cái con TDC thiên đường trò chơi này nhá. Và bây giờ thì tiếng này chắc chắn mình nói với em rồi, chắc chắn tiếng này thì mình sẽ bẻ cầu. Tiếng này thì mình đánh nhỏ thôi này, không đánh to nhá, đánh 2 lít 44 nhá. Bởi vì tiếng này là nó là tiếng đủ cầu 33 rồi anh em ạ. Đấy, khi nào mà đã đủ cầu thì chắc chắn với em một điều là mình sẽ bẻ nhá. Và bây giờ thì anh em hãy xem có đúng những gì mình nói và đúng những gì mình phân tích cầu ở trên cái bộ môn tài xỉu, mình bẻ cầu ở trên cầu đấy hay không. Đấy, anh em hãy xem nhá. Nếu mà anh em cảm thấy xem mà cảm thấy những cái cách chia sẻ của mình cảm thấy ok, những cái video của mình cảm thấy ổn áp thì anh em hãy cho mình một lượt like và được follow nhá.
Cảm ơn tất cả các anh em. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả xem có thực sự là xỉu hay không nào. 3 2 1 mở ra anh em ơi. Kết quả đây xem có đúng là xỉu không. Chắc chắn rồi, anh em thấy chưa? Đẳng cấp vẫn cứ là đẳng cấp, vẫn cứ là ok. Quá là tuyệt vời đúng không anh em thấy chưa? Rồi ánh tay nào là vẫn cứ anh trên đấy, rồi ánh tay nào là vẫn tuyệt vời tay đấy đúng không anh em? Và bây giờ thì tiếp theo tiếng này khả năng cao. Tiếng này thì chắc chắn mình sẽ đánh thêm một tiếng tài nữa, à, tiếng xỉu nữa anh em nhá. Tiếng này thì mình sẽ đánh thêm tiếng xỉu nữa, chắc chắn như vậy. Đấy, bắt đúng một cái đường cầu rồi. Đây, anh em hãy xem cái tiếng này mình đánh xem như thế nào nhá, xem nó có chuẩn hay không, xem nó có thực tế là tiếng này nó về gì, về xỉu không nhá. Đấy, link của con TDC Thiên Đường Chơi thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Và bây giờ thì cứ chờ và đợi thôi, xem thì thế nào, xem nó có ok hay không đúng không anh em. Đấy, nếu như anh em nào mà xem được video của mình thì mình cũng chúc toàn thể anh em nhà mình có một ngày chiến thắng rực rỡ. Chúc anh em nhà mình luôn rực rỡ ở trên các bộ môn tài xỉu và trên tất cả các bộ môn khác ở trên con TDC Thiên Đường Chơi. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả đây xem có đúng không, xem nào. Đúng là gì? Đúng là về xỉu không nhá. Xem nào, có phải bộ cầu rơi không? Xem nào. Rồi, chuẩn xác, anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy là mình đánh tay nào là ăn tay đấy, đánh tay nào là được giữa tay đấy đúng không anh em? Đấy, nếu như mà mình không biết được cách bẻ cầu thì chắc chắn này, khẳng định với tất cả anh em là không bao giờ chuẩn xác như vậy đâu. Anh em thấy là mình đánh mình có đảm bảo chất lượng không? Đấy, có thực sự. Đấy, anh hiểu những cách đánh của mình chưa, những cách bẻ cầu của mình chưa? Nếu như anh em nào không hiểu thì có thể xem lại video. Còn nếu anh em nào thực sự muốn hiểu hơn và muốn biết nhiều hơn nữa thì anh em có thể comment hoặc nhắn tin trực tiếp với mình. Đấy, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em và mình sẽ trả lời cho anh em tất cả những gì khúc mắc mà anh em đang vướng phải để cho anh em có luôn có chiến thắng ở trên bộ môn tài xỉu và trên con TDC thì nửa chơi nhá. Thì link của con TDC thì nửa chơi thì để dưới phần mô tả. Đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ xin phép tất cả anh em là mình sẽ kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.